cho chín solid chín. Wow. Yeah. Yeah. Vậy là cái này giống như gỏi vậy ha. Kính chào cô chú anh chị cùng các bạn, mình là My. Hôm nay vợ chồng My review những cái món ăn mới, My mời cô chú anh chị xem cho vui ha. Nếu mà cô chú anh chị đang có những cái món ăn ở nhà đó thì mình lấy ra rồi mình ngồi ăn cùng chung với vợ chồng My ha. Nếu mà có món gì ngon mà vợ chồng My chưa có review thì xin chia sẻ với phần bình luận giùm My, hoặc là gọi cho My hay thách cho My cũng được, cái số điện thoại ở trên đây ha. Hello, kính chào cô chú anh chị, mình là Tâm. Rồi, cho anh thử hai món nè, nhìn giống giống nhau rồi em lấy thử. Một cái này là cái nào mà có xoài là tôm với xoài, là tôm xoài nè. Còn cái này là cuốn cá, không có xoài. Anh muốn thử cái nào? Một phần vậy là 8 đồng, là có xoài này nè, 8 đồng. Còn cái này là 8 đồng rưỡi. Dạ, đó, rồi em sẽ thử đi. Dạ. Để mới cho cô chú anh chị xem cái tiệm ở đây, nằm trên đường Busa với Busa, trong khu nhà băng Wells Fargo. Kế bên đây là tiệm hồi xưa là nhà hàng Thanh Mai á, bây giờ đổi thành Retro Sài Gòn xưa. Rồi mình đi vô trong nha. Mì đến buổi chiều cho nên ở đây giờ hết rồi. Nói bình thường là 3 đồng một ly, nhưng mà buổi chiều sau 4 giờ là còn bao nhiêu? 2 đồng rưỡi cho 2 ly. Nước cốt dừa riêng là 2 đồng rưỡi một ly. Cái nước chung dừa chung là 2 đồng một ly. Dạ, cái này còn 2 đồng. Còn cái này là 2 đồng rưỡi. Dạ. Còn cái này bao nhiêu anh? Dạ, cái đó là 7 đồng. 7 đồng là bánh gia lợn. Bánh gia lợn. Ở đây có 2 loại, đậu xanh với khoai môn. Đậu xanh, cái này khoai môn nè, phải không? Cái này khoai môn, còn cái này bánh bò nướng là 8 đồng. 8 đồng, bánh bò nướng. Em bán này để ngoài nước dừa có sao không? Dạ, để cắt nhà bay bình thường. Đây gửi cuốn cá. Hôm nay My mua cái này về giới thiệu với các bạn nha. Chứa mấy cái xoài đây là tôi không có bỏ màu nha. Dạ. Là dùng màu tự nhiên không á. Màu tự nhiên không hả? Đẹp quá vậy. Bao nhiêu một cái màu bằng? Cái là sầu riêng. Dạ. Dạ, cái này là lá cẩm. Cái này là lá dứa. Dạ. Bao nhiêu tiền phần vậy anh? Bữa sáng 4 đồng, bữa chiều là còn 3 đồng một phần. Dạ, sau 4 giờ là 3 đồng. Rồi cái này bánh tét 4 đồng. Dạ. Cái này dạ cá lụa, cá quế thì 8 đồng rưỡi cho một cái. Dạ. À, bữa sáng không có bánh giò nữa, bánh giò bữa nay hết sớm. Dạ. Dạ. Cái này bánh chưng là 7 đồng. Bánh chưng 7 đồng, chân chai, chân mặn 7 đồng. Dạ. Bánh giò nữa. Dạ. Bánh giò thì 3 đồng một cái. Dạ. Ngoài ra còn có mì xào chai. Một hộp như vậy là 5 đồng buổi sáng. Ồ, mì xào chai 5 đồng, buổi chiều còn 4 đồng. Còn nãy gì vậy anh? Canh. Canh. Một cốc đó là 5 đồng. Canh là 5 đồng. Đổi thôi kìa. Dạ. Canh khổ qua thì cố định. Dạ. Này bánh ít trần nữa nè. Dạ không, cái đó bánh quy. Ồ vậy à? Dạ. Là mấy đồng anh? Bánh quy đó là 4 đồng một hộp. 4 đồng cho 5 cái. Dạ. Có đồ ăn cơm luôn. Tổ dụng thì 2 đồng một cái. 2 đồng một cái. Xíu mại đó thì 3 đồng, bên trong có trứng cút nữa. Xíu mại ở trong có trứng cút là 3 đồng. Dạ. Rồi cá chiên nhìn hấp dẫn quá. Dạ. Đồ chay hộp 6 đồng. Dạ. Rồi bữa nào em phải review anh cái món đồ chay của anh mới được. Dạ. Bữa nào có giờ mà chị ơi ăn cơm trưa là review. Dạ. Quá chừng nhiều món. Tôm nướng cuộn xoài. Cái này thấy lạ quá ha, cho nên mời cho anh thử coi nó làm sao. Cô chú anh chị có ăn thử ở chỗ này chưa? Retro Sài Gòn xưa, ở gần chợ Tam Biên á. Chợ Tam Biên là vừa rồi mới có review cô chú anh chị rồi đó. Retro có nghĩa là xưa. Dịch là xưa, Sài Gòn xưa. Rồi, mời cô chú anh chị. Giòn quá vậy? Gì mà giòn dữ vậy? Hên là không có chua lắm. Yeah. Cái này mới ăn cái đầu tiên, tưởng như là chicken tender của Mỹ vậy. Nó dạ hả? Yeah. Nghe nó giòn giòn quá hả? Ừ, nhưng mà có mùi tôm. Wow. Wow, quá giòn luôn á. Không chua nhiều hả? Không chua lắm.
Xoài là những cũng sống hả? Dạ, xoài sống. Chứ không chua. Dạ. Không chua mà cũng không ngọt không. Thì vậy chắc này là xoài khen á, ăn cũng vừa ăn á. Ừ. Chứ chua quá ăn sao nổi. Không có mùi vị xoài gì lắm. Mùi tôm thì đậm đà. Ngon ha. Ở cái nước mắm này cũng ngon kìa. Dạ. Vậy là cái này giống như gỏi vậy ha, nhưng mà ta làm gì là mình ăn tiện ha. Cái giòn không phải 100% là tôm. Dạ. Yeah. Mà là cái vỏ bánh egg roll em nhớ không? Ờ, vỏ bánh chả giò. Giống như cái kiểu mà nem nướng kia đó. Nem nướng trong video vừa rồi giống trên đây nè cô đó. Chị. Dạ. Đây nè, right here. Ồ, oh, em tưởng đồ tôm. Nguyên một cây. Dạ. Như quấn ở trong cái lá cái gì á. Ồ, dạ. Mà gom chung lại thì rất là ngon hả? Ừ. Tại anh cắn cái tôm không, cái nó không có giòn. Dạ. Nè, cái tôm không nè. Đúng rồi. Dạ. Mà đậm đà không? Được. Cái tôm này hơi cứng cứng tí xíu. Dạ. Nó hơi nặng nặng, nó không có nhẹ như kiểu spring roll là cuốn. Gỏi cuốn. Dạ, cái gỏi cuốn thì nhẹ hơn. Dạ. Cái giòn là cái cường. Lạ là cái không có cảm giác tới xoài nhiều. Dạ. Ba cuốn này là 8 đồng. Thì tính chưa tới 3 đồng cuốn. Cũng được. 2 đồng mấy. Dạ. Có một cái lá, lá giống như rau răm ha. Rau răm, răm lá bưởi. Nhìn giống vậy ha. Ừ. Xoài là phải không? Anh thấy xoài phải không? Dạ. Rất là nhẹ. Dạ. Không có cảm giác xoài đâu. Nhưng mà không chua luôn. Không chua. Ừ, vậy được. Ngon. Ừ. Anh nghĩ hên xui tại vì mỗi trái nha. Dạ, ừ. Đúng rồi. Cái này xoài tại nhiên khi mình cắt ra mình trái, nếu mà trái chua thì bị chua. Ừ. Nhưng mà xoài khen thì em nghĩ không có chua nhiều, chua hơi hơi, không giống như xoài tượng. Là miếng tôm riêng à? Tôm bự quá hả? Cái này là butterfly. Ờ, trẻ em trẻ là bên này. Dạ. Nhưng bướm nữa. Nhưng mà nhìn giống tôm nướng chứ đâu phải chiên anh hả? Tại vì đâu có thấy cái bọc ở ngoài nhiều gì đâu. Bây giờ mình giải phẫu một cái để mình coi ở trong có gì ha. Ồ, tôm với dưa leo với có cà rốt nữa nha. Xoài với gì đó xoài. Yeah, xoài vàng với xoài trắng trắng, vậy là xoài sống thôi. Ồ, vậy là cái đó giòn giòn là cái chả giò à, đúng rồi. Chả giò, chả giò. Dạ, chả giò, giò, có cà rốt của chú anh chị với tôm. Ồ, tôm này à, hai cái đó, dạ. Yeah. Vậy là giống nhau, vậy coi cái rau là cái gì? Mình nghĩ chắc rau răm. Ừ, cái lá quấn ở ngoài là rau răm. Dạ. Yeah. Ồ. Cũng giản dị hả? Dạ. Yeah. Ồ. Cái lớp rau là riêng nữa, em thấy không? Ồ, vậy là cái cuốn gỏ cuốn tôm với cái giòn giòn trước ha. Giòn giòn là quấn lại nè. Dạ. Quấn lại chiên nữa. Dạ. Đó, nghe không? Ừ. Giòn rộm hả? Ừ. Cái đó là có gia vị gì không? Không. Dạ. Giòn quấn hả? Quấn lại xong rồi đem thả vô chiên deep fry thôi phải không? Dạ. Nè. Ồ. Rồi xong rồi cuốn. Cái của cái đỏ nữa nè. Rồi có xoài nữa. Chứ không phải là xoài không. Cái này để cho cô chú anh chị nào mình không có đến cái tiệm này được, mình ở xa tử ban khác đâu đó thì mình chế cũng được, mình tự làm nhà thêm một cái món mới. Còn ai có ở gần đây thì ghé ra qua quán ủng hộ tiệm này. Tôm tôm cũng bự quá hả? Ừ. Tôm rất là bự á nha. Tôm không thì nó hơi lạc chắc ha, phải chấm nước mắm ha. Nhưng mà chắc cũng có nêm đậm đà. Có chứ. Anh sao anh nhìn người ta ghi là tôm nướng hay gì đó, chứ không phải chiên. Có dấu nướng hả? Dạ, nướng á, tôm nướng chứ không phải chiên. Ừ. Dạ, rồi cũng mà ướp cái gì mà nó vàng vàng kè hả? Chắc dạ. có nghệ hay gì hả?
nó giống như màu á, màu màu cho nó đẹp á, ăn giòn khủng khiếp. Đây là cái vỏ ăn giòn quá trời. Dạ. Cũng lạ chứ, good idea hả? Ai nghĩ ra cái món này em thấy hay á nha. Ừ. Thay vì làm gỏi khó phải không, mình làm cũng vậy. Này recipe mới. Dạ. Cái này mà làm tiệc ra bộ khách thích dữ rồi nha. Ừ. Em nghĩ á, đãi tiệc cô chú là này, em thấy ở đây khéo nè. Mỗi cái cuốn á là có giấy wrap loại mà cái giấy parchment paper đó cô chú anh chị. Nó ráp lại mỗi cái luôn, nhìn nó đẹp. Này là anh cho 8 điểm rưỡi, 9 điểm á. Wow. Rồi, thử qua món cuốn cá nha. Tôi chứ anh chị có ăn món cuốn cá này chưa? Cái này nhìn nè, nhìn cái bộ hấp dẫn hả? Dạ. Yeah. Nhìn cái da nè. Cái này không có xoài nha. Wow, cái cuốn này cục mà rất là bận rồi đô. Quá vậy? Cái này cái gì ta? Cá salmon hả? Không. Cái này như có dao cứa cứa vậy nè, em thấy không? Dạ. Yeah. Cũng có nguyên cái cuốn chả giò trong đây nè. Cái vỏ đó, thấy không? Cái giòn giòn á. Thấy không? Thấy con dài nguyên này nè. Đâu hả? Đó, nhìn thấy nè. Đó. Đúng rồi. Ừ. Hai cái nước mắm này khác nhau nha. Vậy hả? Nha. Nãy nước mắm khác nhau là thấy rõ không? Ồ, nước mắm cá là đậm hơn. Ừ. Chắc mắm me quá. Ồ, chua này chua. Mắm me á. Này chua. Cái này mắm sò này nãy ngon không anh? Ngon. Dạ. Mà cái này rất là nhìn thử gió cà chua. Vậy là mắm me rồi. Em nghĩ vậy thôi, chưa biết nhân đón. Wow, hành phi hả? Dạ, yeah, hành phi nữa. Cái này nhìn là lettuce cộng rau răm. Dạ. Yeah. Cá, còn vỏ cá giò, rồi hành phi. Rồi, ăn. Mời cô chú anh chị thử. Ừ, rau này, cái rau của cái này rất thơm hơn cái rau bên kia. Dạ, phải chắc cá cho nên phải có mùi rau thơm rồi ha. Còn cái nãy là không có rau thơm, nãy chỉ có như rau răm thôi. Cái này cái gì hả? Cá salmon. Salmon. Dạ. Salmon. Ba cuốn này mà 8 đồng rưỡi á. Salmon mà làm khó lắm nha, nhiều khi nó dễ bị khô lắm. Dạ. Salmon này ẩm ướt ngon, mềm. Dạ, vậy là nấu vừa chín tới ha. Ừ. Anh mới cắn có một miếng ha. Dạ. Mà anh nghĩ anh thấy thích hơn cái tôm á. Wow, vậy đó hả? Dạ. Những cái món này vậy đãi tiệc được lắm hả? Không có cái tôm. Ăn tốt nữa phải không? Ừ. Cái này là nước mắm me nha cô chú anh chị. Mắm me hả? Cái này rất là ngon. Chỗ này làm chắc anh nghĩ thử nhiều lắm á mới chế ra được cái công thức này hả? Rất là giòn luôn. Nè, để anh so sánh với lại cá nục, mình nói ăn cá nục nướng hả? Dạ. Mới ăn cá nục nướng của Minh Tráng như bún, như rau rồi này nọ. À, cái này xích xề dữ lắm nha. Anh Tâm thích món cá nục nướng cho nên mình mới làm cho anh Tâm ăn á. Giờ ăn cái này nữa mà cái này vẫn ngon hơn, chứng tỏ là nó trội lên rất là nhiều hả? Cá nục nướng á, thì mình ăn với lại nước mắm nêm. Mắm nêm. Dạ. Nhưng mà hình như cái cá này nếu mình làm nước mắm nêm cũng được phải không? Nhưng mà mắm me thì ăn em thấy được hơn à, nó không có hôi quá. Mắm me thì cũng nhẹ hơn mà thơm hơn. Dạ. Mắm đây làm ok không? Mắm này làm được. Nhẹ hả? Ngon ngọt ngọt dễ ăn đúng không? Dạ. Không có mặn đâu mà mình sợ mình không dám chấm. Dạ. Cái cuốn như chấm thoải mái. Cái cuốn này anh Tâm thích là tại vì ăn cuốn vô rau rồi anh ăn được. Chứ bình thường cộng rau rồi ngoài anh không chịu ăn. Dụ mình nó nhét vô trong đây được. Nhét vô hết. Ngon nữa. Mà cái cá salmon làm sao mà nó phồng phồng nó cũng hay hả?
Giờ mổ xẻ ra đi. Ok, bây giờ mình ăn xong thì mình làm bác sĩ giải phẫu một cái. Này nhìn rất là dễ thấy các cô chú anh chị. Nó là cá salmon, cá hồi hả? Dạ. Rồi dưa leo, rồi nguyên một cái cây chả giò, cái chả giò, vỏ chả giò. À. Rồi bên đây là rau xà lách, rau thơm, dạ. Dạ. Hành phi, giá này nọ. À. Đó. Đơn giản mà dạ. Ngon. Anh cái coi cái cá là người ta làm bằng gì, người ta chiên hay là người ta làm gì? Yeah, cái da, cái vỏ làm sao nó luộc ngon ổn hả? Có breading. Cá này là salmon chiên nhúng như tempura vậy đó. Yeah, nhúng bột nó. Yeah. Nó nổi lên nè ha. Tẩm bột chiên yeah. Hàng gì juicy ha. Hàng chiên nó giữ không có khô. Yeah. Đó nè. Có bột, một lớp, cái lớp bột nha. Yeah. Lớp bột. Hàng nhìn nó giống như da con gì em biết không? Yeah. Ngay chiên này nó không bị tanh nữa anh. Nhưng nó bảo vệ lại mấy không? Dạ. Dạ rất là hay. Rồi cô chú anh chị có ai có thích thì ra ủng hộ tiệm này. Còn nếu mà ở xa quá ở nhà mình tự làm luôn. Cái địa chỉ số điện thoại mình để trên đây nha. Nếu cuốn này nó rất là đô mà nó lùng. Cuốn lùng đâu hả? Nè. Có bình an. Cái này ha, em nghĩ mà ai mà làm nguyên một cây ha, mà đi tiệc á, em thấy mọi người sẽ rất là thích á. Cái xoài hồi nãy cũng ok lắm á nha. Hai cái món này là ở đây chọn bán hai cái món này em thấy là chắc mọi người yêu thích lắm á. Nếu mà cái tôm xoài á, dạ. Cặp anh là anh thấy cái quả tiễn vô là nó ngon. Tôm quả tiễn ha, xong rồi cuốn xoài vô. Tại vì tôm này nó chiên, nhiều khi để lâu quá, nhiều khi nó hơi khô, đúng không? Dạ. Nó hơi cứng. Dạ. Tôm quả tiễn cũng bị cứng vậy. Tôm quả tiễn thì nó có cái lớp, nếu mà không thôi lấy tôm mà làm cái kiểu tempura vậy nè, đúng không? Dạ. Thì nó giữ được cái trong mềm mại hơn. Mua tôm của Costco mà hình tôm mà quấn bột á. Ô mà rồi... dài dài vậy hả? Dạ, là cái đó bỏ vô là đúng luôn á. Nó giòn. Dạ, yeah, bỏ tôm đó vô đó. Cười cuốn lại đại khác. Cái cuốn nó dài vậy hả? Đâu dám nữa dài cả chút vậy thôi. Nó cái của Costco dài vậy nè. Cái này à, đúng là cái gần ít hơn gan. Yeah. Nói chắc cô chú anh chị biết cái tôm đó đó. Yeah. Tôm mà kiểu của Nhật á. Dạ, rồi làm mà cuốn giống như cá này nè ha. Xoài chứ, làm cuốn có xoài vô. Ngon rồi nha. Ai mà đi mua Costco về ăn cái kiểu bình thường ngán quá thì chế ra cái đó. Dạ, còn không thì đãi bạn bè được ha. Em nghĩ ra làm sẵn hết để anh bàn. Ai muốn ăn người đó cuốn. Thì là phía người phước phải không? Dạ. Cầm tay. Đúng rồi đó. Mà phải làm nước mắm cho ngon giống ở tiệm này nè. Chứ còn dở dở là cũng không được đó nha. Cái đó mà làm nguyên một cái tray á. Dạ. Sắp đẹp để coi phước bò. mà muốn theo mình mà cái gia đình mình mà muốn ăn ngon hơn nữa và có thêm đậu phộng giả rồi bỏ vô. Bỏ trong đây nè. Ăn ngon. Nhưng mà cái đó mình phải để riêng. Đúng tại rồi. Vì có nhiều người bị dị ứng đậu phộng đó. Nhất là mấy đứa cháu nhỏ thời nay á dễ bị dị ứng đậu phộng lắm. Thành ra phải cẩn thận, nếu mà có thì phải để riêng. Ai không ăn thì đừng có đụng vô. Dạ. Anh nghĩ có thêm cái đó ngon lắm đó. Nói chung là cái chỗ này anh thấy làm được hả? Hai cái loại cuốn đều là đúng hết á. Rất là ngon. Dạ. Tiệm mới tiệm này là mới. Dạ. Dạ, có chef mới luôn. Dạ, chef mới á, giống như người đầu bếp mới á, chứ không phải mới đầu bếp hồi xưa. Không biết tiệm mới sang hay không, cũng lâu rồi nhưng mà này là đầu bếp mới, có recipe mới. Cái này là anh cho trội hơn cái tôm xoài cuốn tí xíu. Cái là kia anh, là 8.5 chín á. Cái này anh cho chín, solid chín. Wow. Yeah, cái này là chín mà có thể người khác có 9.5 luôn. Yeah. Yeah. Cái này đối với anh là rất là ngon. Không, cái này healthy chứ anh. Rất là ngứa. Dạ. Yeah. Yeah. Nhờ vậy mà hôm nay anh ăn được một mớ rau. Đủ cho đựng tuần. Cái này rau quá chừng luôn, cô chú anh chị thấy không? Một nửa cái này là rau rồi đó. Dạ. Cũng chặt cho nên mình cũng không chặt, có lùng mà đô. Nguyên miếng dưa leo. Dạ.
Còn cái này là cái mình nói là cái dần dần ha, cái giòn á là đại khái là một cái cuốn đó đó, yeah. Rồi quấn dài, quấn xong rồi bỏ vô chiên thôi, xong rồi lấy ra, lý do đó mà nó cục, đúng không? Yeah. Cái cuốn này nó cục cục, dùng được mà, yeah. Mà cái này thì không có gia vị gì hết, chấm nước mắm đó là ngon, mắm này ăn không hết để dành ăn cái chuyện gì khác, yeah. Cái này nãy giờ ăn mà anh không có đòi ớt luôn, chứng tỏ là ngon rất là nhiều, anh quên với ớt. Không, trong đây hình như có tí xíu ớt. Vậy hả? Thế the. Dạ. Nhưng mấy đứa nhỏ ăn cũng được, không có bị nặng. Cái tiệm này hay á, là cái nước sauce, nước chấm á, cái fish sauce rất là ngon. Hai loại nước mắm khác nhau. Cái này là nước mắm me, kia nước mắm thường, hai cái đều ngon. Gia vị rất là ngon. Dạ. Rất là dễ ăn. Không có lạt quá, mà không có mặn quá, không có ngọt quá. Mình chấm rất là thoải mái, mình không có sợ chấm nhiều quá nó ướt quá, hay là nó thường thường anh sợ chấm nhiều quá cái nó không ngon, mà cái này giống như là nó muốn mình chấm nhiều vậy đó. Wow. Nó hơi ngọt ngọt, rất là dễ ăn. Đúng tại rồi. Vì người Việt mình là nổi tiếng là cái gì cũng nước mắm Mỹ, nó nói ăn cái món gì sao cũng có fish sauce, mà tại sao mỗi cái nó đều khác nhau, biết không? Tại đâu có biết là mình pha ra nó lỏng, biết không? Đúng cái rồi. Nhiều cái nhiều món mình trai trang lên rất là nhiều, thí dụ như ăn mình cuốn ướt đó, mình trang rất là nhiều, ví dụ như thế nào. Dạ. Nhiều người thân không có hiểu, nhất là mấy người về Việt Nam mà thấy cái gì cũng đem ra chén nước mắm nhỏ. Nhưng mà hai cái món này, nếu mà nước chấm cái cuốn này nè, mà nếu mà nước chấm dở là sẽ bị dở á. Đúng rồi đó, tại vì cái này bản chất của nó hình như không có gia vị gì trong đó. Dạ, có dạ. Ít rất nhẹ lắm. Dạ. Dạ, không có ăn không được. Đúng nếu rồi. Mà ăn không cảm thấy lạ. Dạ. Phải có chấm. Dạ. Dạ. Hồi nãy anh ăn cái cục cá như vậy nè. Dạ. Anh ăn không nè ha. Không có đậm đà phải không? Không có, dạ. Không có, hình như cũng không thấy muối, không thấy tiêu. Đúng rồi. Chân bốc à. Bởi vì quan trọng là cái nước chấm. Dạ. Vậy là nó ngon là nhờ nước chấm. Ừ. Cái cuốn nước này chấm. mà nếu mà lần sau gặp là anh mua không? Mua chứ. Dạ. Ngon hả? Ừ. Hôm nay My làm cái nước uống trà xanh hạt chia này My thấy tốt, cho nên cho cô chú anh chị xem luôn nha. My xài là So Delicious, nước dừa, sữa dừa, được organic luôn, mình mua của Walmart. Chia seeds, chút mật ong ha. Rồi mình quậy đều lên xong rồi để tủ lạnh qua ngày mai, hoặc là ít nhất là cũng vài tiếng cho hạt chia si nở ra ha. Xong rồi cái mình lấy ra, mình cho bột trà xanh nào cũng được hết á, các bạn mua ở trong Costco hiệu này cũng được nữa nè, 19.99 cho một bịch, thì mình bỏ vô quậy đều lên là mình có một ly trà xanh. Vì mời cô chú anh chị nha, nhiều antioxidant, uống trà xanh được rất là tốt các cô chú anh chị, mà nhớ uống buổi sáng nha, buổi tối là uống ngủ không được. Rồi mi mời nha. Thơm phức luôn á, đắng đắng ngọt nhẹ của mật ong, cái sữa nó cũng thơm thơm mùi nước dừa, cho nên mình làm cái này là uống nó béo béo thơm thơm. Trà xanh rất là nhiều cái chất mà tốt á, cho nên cô chú anh chị nếu mà ai uống được trà xanh là mình cũng nên uống. Mi pha cái này là cái liều cao nè, uống nó hơi đắng đắng luôn á. Công thức mới em làm nè, anh thử coi sáng nay hợp với cái áo của anh dữ vậy. Mày uống cái gì cũng hợp hết trơn. Trà xanh, hột chia. Bình thường là anh uống hột chia với trái cây ha, còn bữa nay là cho anh thử với trà xanh mà em thấy thơm ngon. Là như matcha vậy. Dạ đúng rồi, matcha. Nhẫn nhẫn hả? Đắng nhiều á. Nhẫn nhẫn, hơi đắng đắng của vị trà xanh. Dạ. Cũng dễ ăn phải không? Này làm thành ice cream chứ ăn được. để vô ngăn đá là đóng lên là thành ice cream. Đóng cái cây rồi. Dạ. Mà có hột chia nữa cho nên dễ ăn.
Này bỏ miếng đường hay gì vô á? Có, trước mặt ông cảm rồi. Ừ. Anh quậy lên nhiều khi nó phản dưới. Mỡ này healthy ha. Đâu biết. Thì tại vì cái thành phần là mật ong, cà xanh với hạt chia. Với tí ni xí muối thôi. Cho nên chia này nở ra rồi. Nở ra rồi nha. Cô chú anh chị thử cái này coi cho mới biết coi cái công thức này có ngon không. Em thấy ok. Dạ. Dạ bạn thêm chút mật ong nữa. Vậy ha. Dạ. Tại cái này em làm trà xanh nó đặc nó hơi đắng đắng phải không? Ừ. Dạ. Nó không có rõ vẻ giống như là đồ trắng miệng hay gì á. Dạ. Ngày ăn cho héo thì thôi. Ừ. Cái trà xanh nó cô chú các bạn cái công dụng mình thấy rất là tốt luôn á. Nhưng mà tìm thấy là cái quan trọng điểm chính của nó là tăng hệ miễn nhiễm nè, rồi làm cho mình tăng năng lượng, tăng cái sức bền bỉ á, tăng cái trí nhớ nữa nha, tăng cường tâm trạng và trí nhớ, làm cho dễ tiêu và giải độc tự nhiên luôn. Mình xin dừng ở đây, cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mình chúc cho cô chú anh chị cùng các bạn luôn vui khỏe và mình chọn được những cái món ăn mình thích nha. Có món nào ngon thì nhớ chia sẻ với mình giùm. Rồi mình hẹn gặp lại ở nhiều video khác nữa ha. Bye bye. Thank you, bye bye.